đây rồi, đây rồi, chạy đâu? Chạy đâu thằng em? Chạy đâu thằng em? Chạy đâu thằng em? Khiếp chưa các bạn này. Ui. Bé có lưỡi à. Lưỡi này em về hôm qua nọ mới mài lại cho nó sắc. Ui, cảm giác tay chân nhỏ cầu mất còn ru. Ngồi cà phê quá. Các bác nhìn thấy sướng không? Đấy. Còn đấy là vừa ấy nó ăn đúng mồm các bạn. Đúng mồm là ăn vào mồi bó mồi. Còn đâu vừa nãy là cái con đầu tiên là nó ổ. Con này thế. Hôm nay nước chảy lắm ạ. Bánh nó cứ chảy trôi trôi ở bên mạng bên tay trái của mình. Phao nó cứ đi. Mà dù chỉ nặng mà phao nó cứ trôi là gì tả. Mình cảm giác trôi to đấy, sướng thật ý. Quá phê hôm ngày hôm nay. Đã có video hay anh em xem rồi. Đã quá. Đó. Quá đã. Cuộc sống này cứ lặng nhìn phao là sướng đi các bác ơi. Chung là em làm video để giải trí, tạo ra những cái pha giật cá phê nòi cho anh em xem. Anh em thấy hay hãy like share ủng hộ em nhé. Công nhận câu cá trôi, em thấy câu cá trôi sướng thật các bác. Trôi nó khỏe, nó lôi tít mù luôn. Nó không như mấy con cá chép, cá chấm nó lôi yếu lắm. Nó không chạy tít như vậy. Đi thật đi. Đây cũng rồi. Úi dồi. Bỏ úi dồi. Thế có quả đấy trượt nhỉ. Mấy con này nó lùi tít thật đi. Đây cũng rồi. Úi dồi. Bỏ úi dồi. Thế có quả đấy trượt nhỉ. Eo phí thế. Có ai có nhìn lên thấy quả đấy dây ấm đi không? À phao đi không? Quả chính xác là phao đi, nhưng không trượt nhỉ. Tiếc thật đấy. Mắc ngay đầu cần thôi. Mắc ngay đầu cần mới đau ấy. Tải thật đấy, quả rõ ràng là dây đi mà phao đi thế mà sao lại không trúng nhỉ? Chính xác quả là cá ngon đấy. Còn đấy khả năng là con to bác ạ, nó vẫn còn luẩn quẩn ở đây. Chỉ cá to nó mới đè cách dịu dịu hiền vậy. Có nhìn thấy nó đi rất là nhẹ nhàng. Đấy rồi, đóng rồi. Úi dồi ôi, anh em ơi, lắm rồi. Chết rồi, đấy, đang rò đầu cần lắm. Úi dồi ôi, mày anh biết ngay mà. Anh biết ngay mà. Anh biết ngay trúng mà. Không trúng nhỉ. Chính xác quả là cá ngon đấy. Còn đấy khả năng là con to bác ạ, nó vẫn còn luẩn quẩn ở đây. Chỉ cá to nó mới đè cách dịu dịu hiền vậy. Có nhìn thấy nó đi rất là nhẹ nhàng. Đấy rồi, đóng rồi. Úi dồi ôi, anh em ơi, lắm rồi. Chết rồi, đấy, đang rò đầu cần lắm. Úi dồi ôi, mày anh biết ngay mà. Anh biết ngay mà. Anh biết ngay chúng mà. Úi dồi ôi. Thế luôn. Thế có vào đâu đây? Anh biết ngay chúng mà. Ui, các bác có nhìn thấy không? Này, nó đang vào ăn thao đàn rồi. Này, đang ăn thao đàn. Đang ăn thua ăn. Ê, chúng tôi. Okay.
này cả quấn nổ sướng thật các bác, đánh bài mà ngủ chua thảo sướng thật đấy, gặp phê loài luôn. Các bác xem thấy video đào thấy hay hãy like xem ủng hộ em nhá. Ủa em cầu chân tay vẫn run này, bảy này vân cá chân tay vẫn run này, cái vợt nó xì đào quá, nào về em phải đổi cái vợt mới, không có xì đào quá rồi. Thôi mày này được cá này, sướng rồi, ủa hú hồn không vía đặc phê các bác ạ. Chưa bao giờ em đi câu mà đặt lưỡi phân chắc nên được cá này, mày thật đấy. Đây là cảm giác táo cuốn nổ kinh khủng luôn, cứ động phân là cuốn, động phân là cuốn, sướng thật. Đúng là thảo đánh bao giờ cũng hay hơn. Mất hình ngay. Nước ngoài sâu ấy, nếu mà ném ra ngoài kia này mình mấy mét anh em. Nước sâu chỉ đánh gần gần còn được cá, đánh sâu này móm nhăn răng này. Đấy. Này trời, sóng gió quá. Ngoài sông kiểu như là nó rộng ấy, gió thổi sóng đập kinh quá các bạn. Nhìn chóng qua mặt này. Không hiểu sao đâu đây biển nó nắm con trôi đi gan nhỉ. Ở chỗ em hầu như tuyệt chủng đấy các bác ạ. Không có đâu, thế quái nào là sông nước nợ này có. Nước ngọt hầu như tuyệt chủng rồi. Nước nợ này có biết. Hiếm lắm ấy. Thế mà ngày xưa người ta bảo bên môi trường nó thả sao ấy. Ôi giời ơi. Nên cái vảy các bác ạ. Ôi giời. Nên cái vảy các bác ạ. Ôi giời. Này cái gì anh em ơi. Đóng lên rồi cái mảnh gì con cá này. Sượt, đóng sượt. Nói chung là sượt, quá sượt. Ôi giời. Ôi. Quả vậy không chết nhỉ. Ui các bác thấy quả đẹp thế không chết nhỉ. Hình như quả đài không có nhỉ, quả không để ý. Đang quay mặt đi cái thấy thế phao tụt. Có phải đài không nhỉ? Ây rồi đài rồi, đóng rồi. Úi dồi ôi, đóng rồi, lại trôi xuống. Lại trôi nhá mọi. Hình như quả đài không có nhỉ, quả không để ý. Đang quay mặt đi cái thấy thế phao tụt. Đây rồi, đà rồi, đóng rồi. Úi dồi ôi, đóng rồi, lại trôi xuống.
chú nhá mày. Đẻ rồi. Chú ơi các bác ơi, cụ đi chân lạnh toát. Ui rồi. Cụ đi chân lạnh toát. Ui giời. Ui giời. Đừng mạnh nhá. Lại mất rồi. Sao không nhỉ? Ui các bác ơi, con cá trôi khổng lồ. Ui các bác ơi, con trôi khổng lồ luôn. Đánh vắt căng quá. Đánh vắt căng quá mới móc vào đâu mà này. Ui các bác ơi, nhìn lưỡi 6 mà sau này nó móc vào đâu không biết. Tầm ở này. Này cho vẻ thay lưỡi. Này về thay quả lưỡi thôi. Ôi dồi ôi, tiếc thế nhỉ. Kinh con này nó to khi khủng quá, đánh cứ rẹt phát. Ôi phí thế nhỉ, mất hai con rồi, nào câu chỗ này mất vậy. Chó này. Ôi gặp đàn cá mà sao vậy. Tiếc thế. Hay hành nắng thì mát. Hay hành nắng cái nó gió nó mát hẳn các bác, đỡ bẩn, khô. Sáng đi nó nhảy nhảy kinh thật đấy. Đường xá nó trơn nhễ nhễ. Đây phải không? Không phải à? Đi tí không phải. Cá không phải anh em mình anh phao này. Phao vỡ ra tôi đập vào cái ô nó vỡ sứ mất một bên này. Cái kiểu chuột gặm này. Không sao, vẫn câu được. Giật phát đấy nó hụt nên là đập ngay vào ô. Tầm này tầm trưa rồi ấy. Trưa là tầm này cá nó ít ăn rồi. Nhưng mà hình như bọn này nó vẫn háo vẫn đói, vừa thấy chắc là cá nó vào ấy, không phải là nãy mà phao mình đi được một đoạn như vậy. Đấy, đúng rồi. Trung tâm. Ủa, trưa này các bác, đói quá rồi. Làm gói mì tôm sống này anh em này. Cuộc đời câu cá chỉ này làm hai gói mì tôm sống, chai nước khoáng là ok rồi. Dạo này Covid này mì tôm nó tăng giá quá. Bình thường này em mua có 3.500 gói, này 5.000 một gói. Hảo hảo nó sống rất là ngon. Ngày xưa các bác mà có khoảng 4 năm có số bảo hạ là tương đối giàu ấy. Này ăn giòn mà nó đầm. Tầm trưa này thấy là cá nó ăn nó kém hẳn đấy, vừa nó vào nhiều thế mà tạt mất hai con nó đẩy tiếc đen như chó mà không có người hỗ trợ. Nhảy đi cầu thế ở đường nó xa mà nó bẩn đấy, nhảy nhòe quá không cho thằng em đi. Kẻo có nó vợt mình mà dòng cá vào đẹp quá, mỗi mình cầm vợt cả mấy tay yếu. Một con thì vợt không nhấc nổi cái vợt nên cái đánh mất. Một con thì
nó to quá nó quậy phan toạc à. Nhưng nó đóng mỗi tí vào mà vào mặt nó chưa thật đấy. Các bác thấy anh đánh đục hay không? Đánh đục hay hơn mấy cái gần đơn cái đang xê bác ném sáng giờ có được con nào đâu. Mỗi nục được anh. Đánh nục sắt cám mà. Nục đánh bao giờ cũng đẳng cấp. Nên là có thằng em, thế em đang trên phun thảo hỏi ưu điểm của đánh đục mê là đánh năng xê cái nào hơn thì em thấy là đánh đục hơn rất là nhiều. Nhưng mà đánh đục thì các bác chỉ cần mang một cần lên. Thế nên lượng cá thì nói chung là tùy hôm mà may mắn hay nấy, còn đâu à. Mà mỗi cần này rất đơn giản gọn nhẹ. Câu cán lại nhanh nữa. Năng xê mang đi úi giời, mét cần vác nặng người. Để có năng xê ít khi được cá. Không cái tỷ lệ là cá không bằng nục được. Cái con xê mà ngâm mình cũng hay được cá to. Mà hiếm lắm. Kiểu đáy đáy bùn nó nhiều, các bác ném một cục mồi hiếm con nào ăn rồi. Đây rồi, úi dồi lắm rồi, lắm rồi. Đóng rồi, đóng rồi. Đóng rồi các bác ơi. Úi dồi. Đóng rồi, đóng rồi. Đóng rồi các bác ơi. Ôi, cá khủng luôn. Đang ăn rở quá bị tôm. Ui, còn gì đây? Vợ trên này có chết của mình nhà mình. Không nhìn thấy đâu ơi quá rồi. Được rồi. Mắc vòng kia này anh em ạ. Đỉnh mãnh sau đấy nắm cái cây sậy thế nhỉ. Vợt bên trong không vợt này. Anh em ạ. Rồi nó mắc trong cái bụi này rồi, không biết ở chỗ nào rồi. Vừa nghe nhắc nên thấy nó ở đây rồi.
Ui các bác ơi, may không mất. Ui giời, anh em ơi, may không mất này. Anh em nhìn thấy kinh không? Ui may không mất nó trong cái bụi cái sậy. Ui bắt con cá đau cả lưng. Ui một thành công lớn các bác này. Ui trôi gì gan các bác này. Ba em phê thế nhỉ. Thật sự có ba con này em tưởng mất đấy. Ui tưởng mất rồi, con này mệt lắm ở kéo kinh không. Ui nữa. Chạy làm sao được, giờ vào đây chạy làm sao được của chúng tôi. Ui ơi, phê cho anh em ơi, trôi đi gan, người gầy quá, cá sông gầy quá. Ui vào đó mà anh em cứ được bất hảo. Ui trời quá, ui đau cả lưng, đau hết cả lưng anh em ạ. Cứ tưởng bất hảo có cái cây gì cắm ở đây luôn. Đây quá, ok. Lần này ra phải đổi cái vật mới các bác ạ. Cái vật xì đà quá. Sướng, phê. Ui, quan trọng là được phê. Ui, quan trọng là được phê các bác ạ. Chết cần, hắn không đây rồi. Thật sự các bác hôm nay thật là may kinh khủng luôn đấy. Em đóng con đấy tuổi cá to kinh khủng này. Con lồi kinh quá, hỏi quả này chắc mất. Nhưng may không mất này, đóng vào một kia này vẫn giữ được ạ. Mắc ngay cái nát rồi. Tê đê phê. Cuộc sống này phê quá anh em ạ. Ba chú nhá. Đây là cái cá trôi đúng là chính xác là trôi ở môi trường người ta thả ạ. Trôi đi gan. Giống này tuyệt chủng lâu lắm rồi. Lại xuất hiện rồi. Phê thế nhỉ. Này có video đẹp cho anh em xem rồi. Chui cuốn ổ nhá. Tiêu đề này sẽ là chui cuốn ổ. Bực mình. Mới tải.
của này tải. Đây rồi, đây rồi, chạy đâu thằng em, chạy đâu thằng em, đây rồi, chạy đâu thằng em, chạy đâu thằng em, chạy đâu thằng em, lái, nhất nó được bờ cái bác ơi. Lại con này lại đừng mạnh mà số nhỏ này, số chó này các bác. Ôi, các bác này số trâu vô chó ấy, không phải số người ấy này. Đúng này. Này số trâu của các bác, dọn được cái đám này, nó không thể dọn được hết cái bụi này. Này con cá to to đùng luôn. Mắc này. Ui, anh em vậy này. Chó này. Đúng là này số chó thôi. Địch mạnh mày, mãi được một con. Bực thật đấy các bác, cảm giác mà. Bốn cá này nó mất cay thật đấy. Ôi cái bãi nắm cá nhưng mà câu khó nhai lắm anh em, mà nó toàn đổ bao bờ thôi. Toàn đổ bao bờ vào bụi cây mất. Cay thật đấy, bữa lôi lên mới tưởng nó còn đóng cơ. Bực mình thế nhỉ. Con nó khỏe thật đấy. Không nhìn thấy hình con gì. Em sọt ruột đi. Điền thật đấy. Này không thể tránh được anh em. Này nó thật là cầu không thể tránh được, mình nó cứ vào cái nó đổ bài lái ra rồi không thể lái được ra. Tỏ quá. Qua nhìn cần nó vít cong đờ, không thể lái con này ra. Tiếc thật đấy. Này thì mất 3 con này, được 3 con mất 3 con. Không số chó. Cá cuốn nó kinh khủng khiếp. Đèn như chó. Em được mà em tiếc thế nhỉ. Em nhảy ăn xuống em lái ra ngoài mà nữa không thể lái ra được. Con này to quá, còng vít hết đầu cần mà không tài nào lôi ra. Thôi đi về anh em nhé. Hôm nay như vậy nào mà quá ngon này. Được tổng là 6 em chui, nhưng mà mất 3 em hay được 3 em này. 6 em mà không biết phải 6 em chui không. Chưa lên hình cũng biết, nhưng mà lên được 3 em. Ôi, 3 em này 3 em chui. Ôi, anh em nhìn nào, đỏ go phê chưa, chui đỏ go. Lúc đầu mà thấy nó trắng trắng, giờ nước sông nó vào, bác nhìn này, trông lại đỏ luôn. Rồi, cái chú anh giờ mày sẽ vừa thôi. Đấy anh em nhá. Ui, 3 chui 1 rô phi. Ôi, bác nhìn đỏ ngon chưa. Ôi, anh em nhìn chưa, phê thật đấy. Chui sông, chui sông lỡ lỡ. Thôi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Các bác thấy video của em hay like, share, ủng hộ nhiệt tình nhé. Cảm ơn bác rất nhiều. Thank you và hẹn gặp lại. Dãy vừa thôi, nên bỏ. Dãy vừa thôi.